Anh chị có biết thủ phạm có thể khiến cơ thể chúng ta mất 40% xương là gì không? Tại sao phụ nữ khi mang bầu và sau sinh thì thường hay bị đau lưng? Tại sao đàn ông sau 40 tuổi và đặc biệt là các anh hay uống rượu bia thì thường hay bị đau lưng? Thì tất cả các câu hỏi trên sẽ được giải quyết trong video ngày hôm nay các anh chị nhé. Như các anh chị đã biết là pH trong máu của chúng ta dao động từ khoảng 7.3 đến 7.4, tức ở mức kiềm nhẹ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta ăn uống những thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa là những thực phẩm khiến cơ thể chúng ta bị kéo về phần axit và lâu ngày sẽ gây ra hiện tượng dư thừa axit. Hay như những thói quen hút thuốc lá này, uống rượu bia này, uống các loại nước ngọt có ga cũng làm cho cơ thể chúng ta bị dư thừa axit. Hoặc các anh chị bị căng thẳng, stress, áp lực, đấy, ăn uống không đúng bữa, bỏ bữa sáng cũng là những thói quen khiến cho các anh chị bị dư thừa axit. Hay khi các anh chị vận động quá sức cũng làm cho cơ thể các anh chị dư thừa axit. Đó. Và khi mà bị dư thừa axit như vậy thì có một cái hệ đệm trong cơ thể sẽ lấy canxi ở mô xương, và đầu tiên là sẽ lấy từ xương cột sống và xương chậu, đấy, để trung hòa cái lượng dư thừa axit trong cơ thể. Đấy. Và lâu ngày thì cái lượng xương nó sẽ bị cái lượng canxi trong xương nó sẽ bị mất đi. Và theo nghiên cứu ấy, thì cơ thể chúng ta có thể mất tới 40% xương khi trưởng thành. Và tất cả những cái kết quả đó là có là một cái công trình nghiên cứu anh chị nhé. Nó nằm trong cuốn sách này, Acid và kiềm trong thực dưỡng, của tác giả Herman Ahara. Đấy. Trong trang số 54 đã ghi rất là rõ là gì ạ? 10 đến 40% canxi có thể bị rút ra khỏi xương trưởng thành. Đấy. Và tác giả Herman Ahara là gì ạ? Ông là cái chủ tịch đầu tiên của hiệp hội Osawa ở New York, đấy. Chủ tịch hiệp hội Osawa ở Los Angeles và là người sáng lập ra hiệp hội thực dưỡng Osawa ở San Francisco anh chị nhé. Và cuốn sách này cũng là một trong cái cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon trong cái lĩnh vực về sức khỏe. Vậy thì vì sao phụ nữ khi mang bầu hoặc sau sinh thì thường hay bị hiện tượng đau lưng? Đó là lý do thứ nhất là trong quá trình mang bầu ấy thì thai nhi sẽ lấy một phần xương, phần canxi trong xương để hình thành cái khung xương cho thai nhi. Và vì vậy, cái lượng canxi trong xương của phụ nữ sẽ bị lấy mất. Và đặc biệt là trong quá trình mang thai hoặc là quá trình sau sinh ấy, thì thông thường phụ nữ sẽ được tẩm bổ rất là nhiều, đúng không ạ? Ăn nhiều những thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, ăn nhiều những đồ bổ. Và vô hình dung là những cái thực phẩm đó thì lại làm cho cơ thể người phụ nữ bị dư thừa axit. Và khi bị dư thừa axit như vậy thì hệ đệm sẽ lại lấy canxi ở các cái mô xương và sẽ làm cho người phụ nữ trong cái thời gian mang bầu hoặc thời gian sau sinh ấy, thì thường hay có hiện tượng đau lưng là như thế các anh chị nhá. Ngoài ra thì đàn ông sau 40 tuổi và đặc biệt là các anh mà hay uống rượu bia ấy, thì cũng thường hay bị đau lưng. Là lý do vì sao? Bởi vì sau 40 tuổi thì cơ thể chúng ta bị dư thừa axit nhiều hơn, và đặc biệt là khi uống rượu bia là những cái chất mà gây cho cơ thể bị dư thừa axit. Và khi dư thừa axit như vậy thì canxi lại được lấy ra ở các cái mô xương, đúng không ạ? Và làm cho xương của người đàn ông sẽ bị thiếu, bị loãng xương và gây ra hiện tượng đau lưng anh chị nhé. Vậy để làm sao mà cơ thể chúng ta gì ạ, hạn chế cái việc mà bị lấy canxi ở các cái mô xương thì chúng ta cần phải gì ạ, phải bổ sung kiềm để trung hòa những lượng dư thừa axit trong cơ thể. Thì trung hòa axit bằng kiềm theo những cách nào? Có thể các anh chị ăn những thực phẩm như rau xanh, tảo biệt là những thực phẩm mà mang tính kiềm sẽ trung hòa lượng axit dư thừa. Đấy, hoặc anh chị có thể sử dụng các cái thực phẩm chức năng. Tuy nhiên là nếu các anh chị sử dụng thực phẩm chức năng ấy thì nó sẽ tốn kém. Và có một cách đơn giản, hiệu quả và chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, đó chính là chúng ta sử dụng các cái nguồn nước giàu kiềm để trung hòa những lượng dư thừa axit trong cơ thể anh chị nhé. Giải pháp để các anh chị có được nguồn nước giàu kiềm hàng ngày là sử dụng các cái máy lọc nước tạo kiềm. Thì hiện nay có hai công nghệ tạo kiềm. Công nghệ thứ nhất là sử dụng các cái lõi tạo kiềm, và trong các sản phẩm máy lọc nước của Thế Giới Nước thì có dòng sản phẩm Watech là dòng sản phẩm có được tích hợp lõi kiềm Hyogen 301, là lõi được nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc, sử dụng các hạt tạo khoáng tạo kiềm lấy từ san hô biển sâu, vô cùng tự nhiên và thân thiện với con người, sẽ giúp các anh chị có được nguồn nước giàu kiềm và trung hòa những lượng dư thừa axit trong cơ thể. Giải pháp thứ hai là chúng ta sử dụng các cái máy tạo nước pi với công nghệ điện giải. Và hiện nay Thế Giới Nước đang
là đơn vị phân phối độc quyền dòng sản phẩm máy pi của Pantech, là thương hiệu máy ion kiềm hàng đầu trên thế giới. Và khi sử dụng dòng sản phẩm máy tạo nước pi của Pantech, anh chị sẽ có một nguồn nước ion kiềm vô cùng chất lượng, và từ đó giúp trung hòa cái lượng dư thừa axit trong cơ thể và ngăn ngừa cái khả năng bị mất canxi ở mô xương. Trong video vừa rồi, em Hùng đã chia sẻ với các anh chị những cái nguyên nhân gây ra hiện tượng dư thừa axit trong cơ thể, những cái hậu quả mà chúng ta có thể bị mất tới 40% canxi ở các cái mô xương, và giải pháp để các anh chị có được cái nguồn nước kiềm giúp trung hòa những lượng dư thừa axit và ngăn ngừa cái thủ phạm gây ra hiện tượng mất canxi ở các mô xương. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.